Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá là 30.000 đồng cho một đơn hàng. Ngoài ra trong ngày hôm nay, duy nhất ngày hôm nay thôi, em sẽ có cái chương trình bao ship. Và cụ thể là những đơn hàng nào, cả hàng rừng, cả hàng thuần các anh chị nhé. Cụ thể là những hàng nào và số lượng như thế nào, mời các anh chị cùng theo dõi video. Và tất cả những cái hàng kg thì em đều có thể bán theo đơn 50.000 đồng một bó để các anh chị có thể sưu tầm nhé. Hôm nay hàng kg thì rất là nhiều loại, em cũng sẽ bao ship từ 1 cân nên là các anh chị tranh thủ nhé, chưa bao giờ có cái giá này luôn các anh chị ạ. Duy nhất hôm nay thôi ạ. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng. Em sẽ giới thiệu những cái mặt hàng kg trước rồi sẽ đến những cái mặt hàng lan rừng, lan thuần các anh chị nhé. Mặt hàng đầu tiên mà em muốn giới thiệu và rất là đẹp nữa, đó chính là dáng hương tam bảo sắc cây lá xếp. Các anh chị thấy ạ, dáng hương cây tam bảo sắc cây lá xếp và hàng đây, hàng nó rất là đẹp như thế này nhá. Em bán với giá là chỉ có 160.000 đồng một cân và duy nhất ngày hôm nay các anh chị mua 1 cân em cũng sẽ bao ship từ 1 cân. Duy nhất hôm nay thôi các anh chị nhá. Đấy. Và tam bảo sắc thì nó sẽ có hai mặt hoa là hoa vàng và hoa trắng tím. Cả hai mặt hoa đều rất là đẹp và rất là thơm các anh chị nhé. Và đa số cái vùng này thì rất là nhiều những cái cây mặt hoa màu vàng giống như hoa hoàng nhãn ấy, và cực kỳ là thơm. 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Hoàng lạp cũng chỉ có số lượng ít như thế này nữa thôi, em bán với giá 150.000 đồng một cân hoàng lạp và 50.000 đồng một bó. Hoàng lạp thì em bán sát giá rồi nên không bao ship từ một cân được ạ. Tiếp đến nữa đó chính là hoàng phi hạc, hàng kg vừa mới cập bến, rất là nhiều cái mầm gốc mới đang lên đây. Đấy, em bán với giá là 150.000 đồng một cân hoàng phi hạc. Đấy, 150.000 đồng một cân. Và hoàng phi hạc hôm nay các anh chị lấy một cân em cũng bao ship, hàng rất là đẹp này các anh chị ơi, hoa nó thơm lắm ạ, hàng rừng hoa rất là thơm. Ngoài ra em có một cái dề hoàng phi hạc này gần 3 cân này, anh chị nào lấy cái dề này cho vào vườn thì quá là đẹp luôn các anh chị nhé. Đấy, 150.000 đồng một cân, lấy một cân cũng sẽ được bao ship rồi, và 50.000 đồng một bó. Trinh bạch hoa nó rất là đẹp các anh chị ạ, mặt hoa màu trắng, cái họng của nó màu hồng hồng cực kỳ là đẹp. Hôm nay thì có duy nhất một cái dề này, một cái thân này nó đang có nụ này. Đấy, trinh bạch hoa nó đẹp lắm các anh chị ơi, rất là đáng sưu tầm. Và em bán với giá 160.000 đồng một cân, bao ship từ một cân, 50.000 đồng một bó. Hàng hôm nay rất là đáng sưu tầm các anh chị ạ. Hoàng nhạn tháng tư, hoa nó cực kỳ là thơm và cây nó đẹp như thế này nhé các anh chị ơi. Hoàng nhạn tháng tư, hàng rừng như thế này là rất là đẹp rồi. Em cũng chỉ có một ít thôi và em bán 80.000 đồng một lạng hoàng nhạn tháng tư. Các anh chị có thể lấy từ một lạng. Ngoài ra em có một cái phần hoàng nhạn tháng tư hàng cây giống này nữa. Hàng cây giống này thì cỡ rơi vào tầm khoảng là gần 20 cây các anh chị ạ. Tất cả chỗ này là 80.000. Em còn 5 cái chậu hoàng nhạn tháng 4, đây là hàng rừng thuần không phải hàng cấy mô các anh chị nhá. Hàng cấy mô nhìn nó rất là đẹp và rất là mướt mát, thậm chí là nó rất là rẻ, rẻ hơn hàng rừng thuần rất là nhiều luôn đó các anh chị ạ. Đấy, còn đây là cái hàng rừng thuần. Em còn vài chậu em sẽ thanh lý luôn. N8 này, N8 giá cũ của em là 220, giờ em thanh lý với giá là 110.000 đồng. N8 có 3 cây như thế này nhá. 100.000 đồng đi. N8 100.000 đồng. Tiếp đến nữa đó chính là N18 có 3 cây rất là đẹp này các anh chị nhé. Em bán với giá là 150.000 đồng. N18 giá cũ 220. Đây là N4 ạ. N4 giá cũ cũng 220, giờ em xả hàng còn 120.000. N14 N10 em bán với giá là 100.000 đồng. N10 100.000. N1 giá cũ cũng là 220, giờ cũng xả hàng luôn với cái giá là 150.000 đồng. Rất là đẹp. Hải yến lá xếp, hoa nó cũng rất là đẹp anh chị ơi, cây lá xếp của kỳ là đẹp luôn. Và hôm nay em cũng bán hải yến với giá 150.000 đồng một cân. Hôm nay mình lấy một cân em cũng bao ship 50.000 đồng một bó. Dáng hương sóc Lào cũng có số lượng ít như thế này, hoa nó cũng rất là đẹp anh chị ạ. 150.000 đồng một cân. Hôm nay một cân cũng bao ship 50.000 đồng một bó. Quế tím rất là đẹp này các anh chị này. Quế tím nhiều cây to, cây nhỡ và cây nhỏ cũng có. Các anh chị thích lấy size như thế nào bảo em trong cái quá trình mình đặt hàng nhé. Hoa nó rất là đẹp luôn. Quế tím thì trên thị trường vẫn đang có giá là 180.000 đấy các anh chị. Thế tuy nhiên là em nhập được rẻ hơn, em bán với giá 150.000 đồng một cân quế tím. 150.000 đồng một cân. Và hôm nay lấy một cân cũng sẽ được bao ship. Dòng năm cánh trắng Phú Thọ và năm cánh trắng HO.
Thì năm cánh trắng Phú Thọ em còn 3 chậu như thế này. Hàng thì bao chuẩn mặt hoa các anh chị ơi. Tất cả những cái chậu này đang nụ đang hoa em mới bán các anh chị nhé. Đầu tiên đó chính là năm cánh trắng Phú Thọ số 4 này. Số 4 đấy, đang có nụ luôn. Nó thực ra nó có một bông hoa nở rồi, tuy nhiên nó bị rụng rồi các anh chị nhé. Hàng bao chuẩn luôn, đang rất là nhiều kỳ lên như thế, mầm lên như thế này. 160.000 có cả kỳ nữa. Năm cánh trắng Phú Thọ số 2. Đây, năm cánh trắng Phú Thọ số 2 thì đang có hoa trên thân luôn đây các anh chị này. 160.000 hoa rất là đẹp luôn. Năm cánh trắng Phú Thọ số 3. Số 3 này thì đang có rất là nhiều mầm. Thực ra nó có cả hoa nữa nhưng mà hoa nó bị rụng rồi đây này các anh chị này. Đấy, cái hoa của nó bị rụng rồi và hàng bao chuẩn luôn các anh chị nhé. Đây hoa của nó này. Đấy. Nó có hai bông hoa nó bị rụng rồi. Và em bán với giá 150.000 năm cánh trắng Phú Thọ số 3. Còn duy nhất một cái chậu năm cánh trắng HO số 2 này. Năm cánh trắng HO số 2 đây ạ. Đây các anh chị thấy nó đang có nụ nhá. Và đang có mầm gốc nữa. Năm cánh trắng HO số 2 này 150.000 đồng. Em có một cái combo bao gồm có vảy rầm, kiều vuông, cánh trắng và kiều vàng. Đấy. Cái combo này 60.000 đồng. Hàng đẹp nhé, combo này hàng đẹp. Tiếp đến nữa đó chính là những cái dề năm kiều vuông cánh trắng. Cái dòng này thì các anh chị có thể chơi hoa vào cái dịp Tết mùa xuân các anh chị ơi. Hàng hôm nay về mướt mát và rất là đẹp luôn. Năm cánh kiều vuông cánh trắng số 1, kiều vuông cánh trắng số số 2. Kiều vuông cánh trắng số 1 đây. Số 1. 170.000 đồng, nó là một dề. Đây, thân nó rất là mập luôn này các anh chị này, thân nó mập lắm. Đấy, nhiều thân tơ. Kiều vuông cánh trắng số 2, một dề to đùng luôn. Hàng cũng rất là đẹp luôn này. Đấy. Đẹp mướt mát, nhiều thân tơ lắm các anh chị ạ. Số 2 này 240.000 một dề to. Các anh chị lấy một cái dề này về ghép và quá là ok luôn ạ. Kiều vuông cánh trắng số 3 này 200.000 đồng. Đấy, cũng là một dề to, thân nó mập đẹp như thế này nhá, nhiều thân tơ nữa ạ. Kiều vuông cánh trắng số 5. Số 5 này nó có hai cái dề. Nó có hai cái dề to như thế này. Đấy. 140.000 đồng, rất là đẹp luôn, nhiều thân tơ lắm ạ. Thân nó mập nữa. Kiều vuông cánh trắng số 6, một dề. Một dề thân nó mập nhé các chị, 130.000 đồng. Kiều vuông cánh trắng số 7 cũng là một dề to. Dề cái dề này ấy thì là thân nó lùn lùn. Đấy, thế tuy nhiên nó cũng là một dề to và cái thân của nó rất là mập, đồng thời nhiều thân tơ đây các chị này, những cái thân tơ của nó bên phía đằng sau này nhé các chị. Nhiều thân tơ lắm. Đấy, 170.000 đồng, số 7. Kiều vuông cánh trắng số 8 có hai cái dề to như thế này, hai cái dề to đẹp mập, thân nó mập như thế này. Đấy, em bán với giá 140.000 đồng số 8. Kiều vuông cánh trắng số 9 là 100.000 đồng, bao gồm có những cái dề này, 1 này, 2, thân nó rất là mập các anh chị ạ. 3, 4 dề này nhá, 4 dề này, 100.000 đồng số 9. Kiều vuông cánh trắng số 10. Số 10 này 60.000 đồng, bao gồm có các dề nhỏ 1, 2, 3, 4, 5 dề nhỏ này 60.000. Kiều vuông cánh trắng số 10, số 11. Kiều vuông cánh trắng số 11 này. Kiều vuông cánh trắng số 11 60.000 đồng. Kiều vuông cánh trắng số 12 80.000 đồng, thân nó mập ú luôn. Kiều vuông cánh trắng số 14 có hai cái dề thân nó cao mập như thế này, 80.000. Kiều lộc bắc, cái dòng này hoa cũng nở Tết này các anh chị này. Một cái chậu này rất là nhiều thân nhá. Chậu này mà một khi so sang thay sang những cái chậu đan nhựa thôi các anh chị sẽ phải mua trên 200.000 đấy ạ. Và một cái chậu này đang rất là nhiều thân như thế này, em bán với giá chỉ có 150.000 đồng một chậu kiều lộc bắc. Lấy hai chậu em bao ship, hàng đẹp nhá các anh chị. Trầm tím rừng thuần em có hai chậu các anh chị nhé. Em có hai hình trầm tím rừng thuần. Trầm tím rừng thuần số 1, một chậu to đùng khủng long luôn. Chậu này thuần rất là lâu, từ những cái kỳ nó bé tí thôi, từ những cái một gốc thôi mà tách ra được thành mà nhân giống lên được rất là nhiều như thế này. Chậu này thuần được 3-4 năm nay rồi các anh chị ạ. 250.000 đồng bao ship. Trầm tím rừng Lào số 2, đây là hàng rừng Lào. Hàng rừng Lào em cũng mới ghép thôi. Cái hàng này là hàng kg em ghép. Đấy, nguyên một cái dề to này em ghép thành một bảng luôn. Biết thế tách ra cho nó nhỏ tiền. Đấy, ghép luôn. Và em vẫn tính theo cái giá hàng kg lúc em bán thôi. 680.000 trầm tím rừng Lào số 2. Đây là hàng rừng Lào nhé. Dễ mới nó đang bán ra rồi.
đang lên mầm gốc rất là khỏe đẹp. Kiều mỡ gà hàng nguyên bản, hàng nguyên bản từ rừng nhá. Đấy, kiều mỡ gà số 1, hôm nay em còn hai hình thôi. Kiều mỡ gà số 1 là nguyên một khúc nguyên bản như thế này, 150.000 khúc to nhá. Kiều nguyên bản số 2, kiều mỡ gà nguyên bản số 2 thì em bán với giá 90.000. Còn đây là kiều tím Thanh Hóa, kiều tím Bắc. Các anh chị cũng biết rồi, cái dòng kiều tím Bắc thì nó rất là hiếm luôn và không phải lúc nào cũng có hàng. Đặc biệt là kiều tím Bắc thì người ta thường thường tính không bán theo hàng cân đâu các anh chị ạ. Đấy, em có hai hình như thế này. Kiều tím Bắc số 1. Đấy, một cái chậu này em đã thuần vào chậu như thế này rồi, ghép vào chậu như thế này rồi và rễ mới nó đang bắn ra đây các anh chị nhá. Đấy. Rễ mới đang bắn ra như thế này rồi. Đồng thời mầm gốc mới của nó cũng đang có đây các anh chị này. Kiều tím Bắc số 1. Một cái chậu này em bán với giá là 550.000 đồng. Kiều tím Bắc số 2. Kiều tím Bắc số 2, một cái khúc này em cũng cũng ghép vào gỗ như thế này rồi và nó cũng đang bắt đầu bắn cái rễ mới ra đây các anh chị này. Kiều tím Bắc số 2 là 300.000 đồng. Kiều tím, tất cả các cái kiều tím miền Bắc thì các anh chị cũng biết rồi, nó nổi tiếng là vì sao ạ? Cái màu sắc của hoa của nó rất là đậm, nó đậm hơn kiều tím miền Trung các anh chị ạ. Kiều dẹt, một cái chậu này rất là nhiều mầm. Chậu này thì đã thuần rất là lâu rồi các anh chị ơi. Và đồng thời bây giờ nó đang lên thêm những cái mầm gốc mới lên này. Tới này nó còn sung xuê nữa cơ. Tại vì nó sẽ thêm rất là nhiều thân mới đúng không ạ? Đấy, những cái mầm gốc mới lên nó sẽ là thêm những cái thân mới nữa. Em bán chậu này với giá là 750.000 đồng các anh chị nhé. 750.000 đồng cái chậu kiều dẹt này. Rất là đáng sưu tầm. Một cái chậu thuần lâu năm, nhiều thân và khỏe đẹp như thế này ạ. Em có hai cái chậu kiều vàng Thái, mặt hoa của nó thì gần giống như kiều mỡ gà bên mình ấy các chị ạ. Hai cái chậu kiều vàng Thái này em bán với giá là 140.000 đồng một chậu, lấy cả hai chậu em bao ship. Đen vô trắng ruby, hàng rất là đẹp, cây nó mập mướt mát như thế này nhá. Cái dòng này thì rất là dễ chăm luôn các anh chị ạ, hàng đã thuần đẹp như thế này rồi. Em bán với giá là 300.000 đồng một chậu và hôm nay lấy một chậu em cũng bao ship cho các anh chị luôn. Đen rô nắng chớp bịp, đây là cái dòng đột biến của đen rô nắng. Với cái mặt hoa của nó rất là đẹp luôn và thơm sai hoa, hàng này cũng dễ chăm. Hiện tại thời điểm này nó cũng đang lên thêm những cái mầm gốc mới và trong một chậu cũng sẽ có những cái thân nó đã đứng ngọn, cũng sẽ có thân nó đang đi ngọn. Và những cái thân nó đã đứng ngọn là tới này các anh chị cũng sẽ được ngắm hoa các anh chị nhé. Đen rô chớp bịp này em bán với giá 230 một chậu, chậu nào cũng đang lên mầm gốc nữa, rất là đẹp luôn và có rất là nhiều thân tơ luôn này các anh chị nhé. Đấy. 230 một chậu, lấy hai chậu em bao ship luôn. Em có hai cái khúc trúc đen nguyên bản, cả hai cái khúc này đều đang lên mầm gốc mới rất là nhiều này, đẹp này. Đây. Và đều đang lên những cái rễ mới nữa các anh chị nhá. Cả hai khúc này em sẽ bán đồng giá là chỉ có 80.000 thôi các anh chị nhá. 80.000 đồng một khúc, giá cũ của em đều là 150 đấy ạ. Xà hạc hoa hồng đỏ đang lên rất là nhiều mầm mới, rất là đẹp luôn. Mầm nó rất là cao rồi các anh chị nhé, chứ không phải thấp đâu ạ. Cao, mập, đẹp, xà hạc hoa hồng đỏ em bán với giá 150.000 đồng một chậu, lấy hai chậu em bao ship. Xà hạc Hawaii trắng, hoa nó màu trắng rất là đẹp và thơm. Đặc biệt là cái lô hôm nay thì cây nó mập, đẹp và cao, một chậu nó nhiều thân như thế này. Em bán 150.000 đồng một chậu và lấy hai chậu em cũng bao ship. Em có một cái chậu DH, phi điệp DH nhưng mà không biết là DH77 hay DH89 hay 88 gì đó. Đại loại là kể cả ba cái dòng DH này thì mặt hoa của nó đều đẹp và rất là thơm đúng không ạ? Một cái chậu phi điệp DH này em bán với giá 50.000 đồng. Em có hai cái rề kiều vàng, thân nó cao, mập. Nói chung là thân nó cao thì đến lúc nở hoa thì nó cũng vòi hoa nó cũng dài đúng không ạ? Rất là mập và đẹp như thế này. Kiều vàng số 1. Kiều vàng số 1 110.000 đồng. Kiều vàng số 2 90.000 đồng. Rất là đẹp luôn. Kiều tím miền Trung thì em còn một ít em xả hàng. Các anh chị ạ, không làm sao cả đâu. Hiện tại đây này, các anh chị thấy không này, nó đang lên thêm rất là nhiều những cái mầm gốc mới nữa nhá. Đấy, em chỉ để đây em còn chưa trồng đấy. Đấy, kiều tím miền Trung xả hàng 250.000 đồng một cân cho các anh chị vào vườn, 50.000 đồng một bó. Trầm trắng ạ, em còn ba chậu trầm trắng rất là đẹp và nhiều thân cao mập đẹp như thế này. Hoa rất thơm và sai hoa, em bán với giá là 150.000 đồng một chậu trầm trắng, lấy hai chậu em bao ship. Trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi, một cái chậu tác phẩm
ở trong những cái chậu nan nhựa này rồi các anh chị, không phải chậu đen nhá. Một cái chậu tác phẩm này nó phải trên dưới 10 thân các anh chị ạ. Những cái chậu trên dưới 10 thân đồng thời đang có cả kỳ như thế này nữa. Hàng rất là đẹp, em bán với giá chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi các anh chị ơi. Lấy hai chậu em bao ship nhá. Cái dòng trầm cổ xưa này hoa nó rất là thơm, bông nó to và tím đậm các anh chị ạ. Chớp Mỹ hoa nó rất là thơm, bông to. Hoa cánh chớp cực kỳ là đẹp và rất đáng sưu tầm. Một cái chậu chớp Mỹ nhiều thân nhé các anh chị ơi, không phải là chỉ có 2 đến 3 thân đâu. Một cái chậu này nó phải 2, 4, 6, nó phải gần 10 thân luôn các anh chị ạ. Đấy, nói chung là nó phải từ 5 thân trở lên chứ không phải là chỉ có 2 đến 3 thân đâu. Đấy, cho nên là giá thành nó cũng chỉ có là 150.000 đồng một chậu chớp Mỹ, chậu nhiều thân nhá. Những chậu nhiều thân này đến Tết là các anh chị sẽ có một cái chậu tác phẩm rất là đẹp luôn. Đấy. Thân nó mập đẹp, em bán với giá 150.000 đồng một chậu. Lấy hai chậu em bao ship. Em còn vài cái chậu kèn Lai Châu hàng âm kỳ, hàng bảo hành chuẩn hoa, năm nào em cũng bán lên các anh chị cứ yên tâm. Một cái chậu này thì tùy từng chậu, số lượng thân nó sẽ khác nhau. Chậu cao thì nó sẽ ít thân hơn và chậu thấp thì nó sẽ nhiều thân hơn, hàng đẹp. Em bán với giá là 250.000 đồng một chậu hoàng thảo kèn các anh chị nhá. 250.000 đồng một chậu. Hôm nay lấy một chậu em cũng bao ship. Năm cánh trắng hạng hồng, hàng rất là mướt mát, một chậu này nhiều thân như thế này, cao mập đẹp như thế này. Em bán 150.000 đồng một chậu năm cánh trắng hạng hồng. Chậu nhiều thân. Và có những cái chậu nó ít thân hơn và nó thấp hơn một chút xíu như thế này, em bán 120.000 đồng một chậu nhá. Các anh chị lấy hai chậu em bao ship, hàng này hoa nở Tết mùa xuân. Đấy, nói chung lâu hôm nay rất là đẹp. Hạc đỉnh vàng, hoa nó màu vàng, cái điểm một chút cái màu đỏ rất là xinh. Em bán 120.000 đồng một cân hạc đỉnh vàng, 50.000 đồng một bó, em chỉ còn một ít thôi. Hài Vân Bắc, một dòng hài hiếm. Bây giờ rất là hiếm luôn. Hài Vân Bắc thì em sẽ bán đồng giá là 100.000 đồng một cây nhé. Cây nào cũng đẹp hết các anh chị ạ. Chuỗi ngọc hoa nở Tết mùa xuân rất là đẹp và hiện tại nó đang lên những cái mầm gốc rất là đẹp luôn này. 150.000 đồng một chậu chuỗi ngọc, lấy hai chậu bao ship. Ba cái chậu hỏa hoàng cam thuần này em xả với cái giá là 80.000 ba chậu. Hoàng thảo vạch đỏ 250.000 đồng một cân và hôm nay lấy một cân cũng bao ship. Hoàng thảo đuôi gà, hàng đã thuần như thế này, em còn ba chậu. Chậu số 1 170.000, 100% thân tơ các anh chị nhé. Và những cái mầm gốc. Chậu số 2 cũng 170.000. Chậu số 3 xả hàng 100.000. Nó bị lỗi chút xíu nhưng mà nó vẫn đang có những cái mầm gốc mới nhá. Giáng hương đuôi chồn 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó, vòi hoa dài rất đẹp. Đai châu rừng bắc trụ 200.000 đồng một cân. Các anh chị có thể mua theo bó 50.000 và các anh chị cũng có thể mua theo số lượng cây bao nhiêu cây. Em cân lên em tính tiền với giá 20.000 đồng một lạng. Còn đây là những cái hình đai châu bắc rừng, hàng đai châu bắc trực tiếp từ rừng không qua bàn tay chăm sóc của con người. Cái lô hôm nay thì các anh chị có thể thấy là cái lá của nó khá là đẹp và đồng thời nó có rất là nhiều những cái cây bản là dày, đanh, đẹp, lá mít như thế này các anh chị nhé. Rất là đẹp luôn, nhiều lắm các anh chị ơi. Nói chung lô hôm nay rất là đáng sưu tầm. Và đai châu rừng thì bây giờ cái hàng khai thác từ rừng nó cũng hiếm hơn rồi. Cho nên là cái giá thành nhập ý, nó cũng sẽ cao hơn đai châu rừng bắc trụ. Vì vậy mà đai châu rừng, đai châu bóc rừng em bán với giá là 35.000 đồng một lạng các anh chị nhé. 35.000 đồng một lạng đai châu bóc rừng. Size cây thì nó có cả nhỏ, có cả nhỡ các anh chị ạ. Em còn 4 cái chậu kiếm phan trí, hàng này bao chuẩn mặt hoa các anh chị nhé. Cái bản lá thì cái lá to của nó cũng rơi vào 4 cho đến 5cm đối với những cái lá to. Và đây, hàng rất là đẹp và nhiều thân trong một chậu. Kiếm phan trí này em bán còn một ít này, với giá là với 450.000 đồng một chậu. Và hôm nay lấy một chậu em cũng bao ship luôn cho các anh chị. Hàng này bảo hành chuẩn mặt hoa, đồng thời chậu nào nó cũng đang lên những cái măng mới nữa các anh chị nhé. Những cái chậu này nó về đến nhà em đều đang có hoa, tuy nhiên bây giờ nó tàn hoa rồi. Đơn cam hàng nguyên bản, nó đang lên rất là nhiều những cái mầm gốc đẹp mướt mát như thế này. Các anh chị mua cái hàng nguyên bản này em đảm bảo 100% là nó sẽ sống cho các anh chị luôn. Đây em để đây thôi, em không hề chăm sóc gì cả đâu mà mầm gốc nó đang lên ầm ầm đây các anh chị nhé. Đơn cam hàng nguyên bản em bán từ 50.000 đồng cho đến 80.000 đồng một khúc ạ. Còn đây là đơn cam hàng kg. Thì nói chung là bây giờ nó còn những cái thân nó bé bé tí xíu như thế này, em cũng rất là lười em lọc. Nên là cái tất cả cái rổ này anh chị nào lấy về anh chị có thời gian anh chị lọc dần.
Đấy, thì em thấy nói chung là nó được rất là nhiều đấy, tại vì thân nó bé cho nên nhiều lắm, em không lọc được đâu, mất thời gian quá. Anh chị nào lấy hết cái rổ này em bán với giá 150.000 nhé. Cái chỗ này mà anh chị lọc nó cũng phải được đến cả cân hơn cân đấy anh chị ạ, không phải ít đâu ạ, thậm chí có khi còn đến gần 2 cân hơn cơ. Đấy, nói chung là bây giờ là đơn can thì mua rẻ nhất cũng phải 50.000 đồng một lạng rồi đúng không ạ? Hoàng thảo xoắn hàng kg đang lên rất là nhiều những cái mầm gốc đẹp như thế này. Đấy, hoàng thảo xoắn thì em bán với giá là 280 một cân các anh chị nhé, 280 một cân, và em sẽ bán theo bó cho các anh chị. Thế tuy nhiên bây giờ để mà làm bó 50.000 thì hơi khó, em sẽ phải tách ra rất là nhỏ, tách hơi khó các anh chị ạ. Nên là nếu anh chị có thể là mua theo dề được thì càng tốt nhé. Hạc vĩ bắc, hàng đang lên mầm gốc này, em bán với giá 160.000 đồng một cân hạc vĩ bắc, 50.000 đồng một bó. Địa lan luân, trời ơi cái mầm gốc nó lên quá trời luôn này các anh chị ơi. Đấy, hàng này rất là dễ chăm, địa lan luân có 4 màu tất cả, thế tuy nhiên em không chọn được màu đâu. Em bán với giá 150.000 đồng một cân địa lan luân, 50.000 đồng một bó. Trầm biên đang lên mầm gốc mới, 50.000 đồng một chậu trầm biên, lấy 5 chậu em bao ship. Bà liễu xưa, một dòng dendro nắng rất là nổi tiếng với mặt hoa màu trắng, cái họng tím rất là đẹp và thơm nữa, còn một ít em xả hàng với cái giá là 30.000 đồng một chậu bà liễu xưa. Và với cái mức giá 30.000 đồng này thì nó đã là hàng xả rồi các anh chị nhé. Tuy nhiên các anh chị yên tâm đi, chậu nào cũng đang cũng sẽ có những cái mầm và những cái thân cho các anh chị, những cái thân đẹp cho các anh chị. Korakoki, hoa nó rất là thơm, mặt hoa nó đẹp và cây nó cũng to đẹp như thế này nhé. Korakoki 150.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu em bao ship. Còn đây là hài giáp 10.000 đồng một lạng nhé. Mỹ dung dạ hương 150.000 đồng một cân, hôm nay lấy một cân cũng bao ship. Trầm bờ lưu, một dòng lan hoa thơm siêu hoa, mặt hoa VIP luôn, mặt hoa rất là đẹp anh chị ạ. Đang lên cực kỳ là nhiều mầm gốc đẹp mướt mát như thế này, em bán với giá 100.000 đồng một chậu trầm bờ lưu, lấy 3 chậu em bao ship. Còn đây là dendro lá biên, hoa của nó cũng là hoa cánh biên rất là đẹp. Dendro lá biên 150.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu em bao ship. Dendro úc mắt đen, hoa nó cũng rất là đẹp luôn. Một cái chậu này phải trên 10 thân, gần 15 thân luôn các anh chị ạ. Cũng phải đến 15 thân đấy các anh chị ơi. Những cái chậu này, những cái chậu tầm khoảng 10 đến 15 thân như thế này, trên thị trường các anh chị đang phải mua với giá là 250.000 cơ các anh chị nhá. Và em chỉ bán với giá 170.000 thôi. Nó phải gần 15 thân các anh chị ạ. 170.000 một chậu nhá. Chậu rất là đẹp, nhiều thân. Và đây là những cái chậu thanh đạm Indo, thời điểm này giá đang rất là rẻ. Một cái chậu thanh đạm Indo rất là nhiều thân như thế này, em bán với giá là 280 một chậu và không bao ship. Còn nếu các anh chị muốn lấy một chậu bao ship thì sẽ là 300.000 đồng một chậu bao ship thanh đạm Indo các anh chị nhé. Hoa nở vào tầm tháng 10 đến tháng 12, đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa này các anh chị này, một chậu rất là nhiều thân. Cái dòng thanh đạm Indo này hoa nó thơm. Hibiki, một dòng lan, một dòng dendro siêng hoa, sai hoa và hoa nó nở quanh năm. Hibiki 120.000 đồng một chậu các anh chị nhé. Giá cũ là 200.000, hôm nay em xả hàng 120.000 một chậu. Chậu rất là nhiều thân và đồng thời nó đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa đấy ạ. Giả hạc Pháp, một chậu cũng rất là nhiều thân như thế này đây các anh chị này. Nó phải đến 10 thân mất thôi. Nhiều lắm, chứ không phải là 5-6 thân đâu nhá. Bình thường trên thị trường các anh chị mua những cái chậu này nó chỉ rơi vào 5-6 thân cũng đã 130, 120, 130 rồi đúng không ạ? Đây một cái chậu này nó phải tầm khoảng 10 thân, cũng phải đến 10 thân luôn các anh chị ạ. Rất là nhiều. Đây, nhiều chưa? Trên dưới 10 thân như thế này em bán chỉ có 150.000 thôi nhá các anh chị. Lấy 2 chậu em bao ship. Dendro vàng kim cương 200.000 đồng một chậu và hôm nay lấy một chậu em cũng bao ship luôn, chậu đẹp nhất các anh chị ơi. Hoa nó nở Tết mùa xuân rất là đẹp. Cái dòng dendro vàng kim cương này á, đây cho các anh chị xem này, một chậu rất là nhiều thân luôn. Đến thời điểm Tết mùa xuân nó có nụ có hoa, các anh chị mua 200.000 một thân đấy ạ. Cái chậu kim điệp xuân, hàng nở Tết mùa xuân, hiện tại nó đang lên mầm gốc nhá. Em bán với giá 130.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Hạc vĩ thiên cung, hoa nó rất là đẹp, một cái chậu này nhiều thân như thế này các anh chị nhé. Chậu này rất là nhiều thân luôn. Em bán với giá là 150.000 đồng một chậu hạc vĩ thiên cung, chậu nhiều thân. Nó phải trên dưới 20 thân luôn các anh chị này. Hàng rất là đẹp nhé. Em lấy xuống một chậu để các anh chị xem này. Đẹp chưa? Rất là mướt mát luôn.
Em bán với giá 150.000 một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Trúc Phật Bà hàng thuần rất là đẹp. 160.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Hàng này hoa nở Tết mùa xuân. Có những cái chậu rất là nhiều thân nhưng nó thấp một chút xíu nhá. Còn chậu nào thân nó cao thì nó sẽ ít mầm hơn các anh chị ạ. Hải Âu 150.000 đồng một cân, hôm nay lấy một cân em cũng bao ship. Hoàng thảo vạch đỏ. Vạch đỏ hàng nguyên bản nhá, có những cái khúc nó cũng đã lên những cái mầm gốc mới như thế này rồi này. Vạch đỏ nguyên bản em bán với giá là từ 60.000 cho đến 80.000 đồng một khúc. Phụ nữ cam lửa. Đây một chậu này cũng rất là nhiều thân. Giá cũ là 130, hôm nay em bán với giá 90.000 đồng một chậu cam lửa này. Rất là sai hoa. Còn đây là vũ nữ ngọc nữ, giá cũ cũng 130, xả hàng còn 90.000, hoa nó rất là thơm và sai hoa. Vũ nữ sô cô la, một chậu cũng nhiều thân như thế này, đang có nụ có hoa các anh chị nhé. Thế tuy nhiên là cũng sẽ có những cái ngầm nó thấp, cũng sẽ có những cái ngầm nó cao tùy từng chậu. Đây là mặt hoa của vũ nữ sô cô la, rất là đẹp này. Đấy, hoa nó rất là đẹp luôn. Đây các anh chị nhé. Đấy, nó cũng có đây này. Rất là đẹp. Sô cô la 150.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu em bao ship. Còn ở phía trong này là vũ nữ nhện xanh, hoa nó cũng rất là đẹp. Mặt hoa của nó, bông nó to lắm các chị ạ. Vũ nữ nhện xanh, chậu nhiều thân, 150.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Em có cái chậu vũ nữ sô-cô-la, cái chậu này thì cái ngồng hoa nó bị gãy, nhưng mặt hoa cũng rất là đẹp luôn các chị nhá. Đấy, chậu này ngồng hoa gãy này. Thế tuy nhiên cái củ giá hành của nó rất là mập và đẹp như thế này. Đấy. Chậu này thì em bán xả với giá 130.000 nhé các chị. Còn đây là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Thì vũ nữ hoàng hậu hoa xanh còn vài chậu thôi em xả hàng luôn. Với cái giá cũ của em đều là 160.000 đấy. Bây giờ em xả hàng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh với cái mức giá chỉ có 80.000 đồng một chậu thôi các chị nhé. 80.000 đồng một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Đó là các loại lan hôm nay nhà em có. Và chiều nay thì cũng sẽ về bổ sung thêm hàng nữa. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị.